nên anh thử tắt thử cái đèn kia xem nó có bị đỡ xoáy. Chia sẻ về tốt đi, trao giải có phát rồi đấy. Và một phần thưởng trị giá 200 cấp. Cả nhà cho ai đủ không?
Có tay đó. Vâng, và cô thủ này chẳng gì anh Đại Hải đến từ quê hương Chè Thái Nguyên. Anh là một cô thủ rất tiềm năng, đầy tố chất, anh rất xuất sắc, là người loại rất nhiều ứng cử viên. Chị nào chị này, và tôi xin chào các bạn, anh là Trung Hiếu sẽ lên trao giải nhì. Giải nhì gồm lưu niệm và một phần thưởng đúng rất thấp. Cả nhà cho anh chàng pháo tay đâu. Vâng, và một cơ thủ mà tôi không nói gì hơn, một cơ thủ mà đến bây giờ tôi cũng cạn lời là cái thanh niên này rồi. Lần đầu tiên ra thủ đô, lần đầu tiên ra thủ đô tham dự giải, lần đầu tiên đánh giải, và anh sử dụng một chiếc gậy vượt thì chạy gậy câu lạc bộ thì giá 350.000 của anh đánh như một cơn lốc anh vào chính thức kết luôn. Và tôi cảm xúc tôi quá xứng đáng, đầy cảm xúc, rất thuyết phục luôn. Vâng, và xin mời anh Trung Hiếu sẽ lên trao cúp. Để ra cúp và cho những lượng là một tuổi chính giá 12 triệu đồng cả nhà nơi thứ tiên tử. Bây giờ anh một chàng có tay đâu. Và chúng ta là tôi xin hỏi anh một đôi chút cảm nghĩ về cái giải đấu cũng rất chung kết như thế nào. Đấy, bác hiểu tôi là cảm nghĩ. Xin cảm ơn các bạn. Vâng, xin một lần nữa tôi xin thay mặt cho câu lạc bộ AZ Gold xin cảm ơn tất cả anh em. Xin cảm ơn tất cả anh em.